Hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Trong video tôi sẽ giới thiệu cho anh em con Tactalia top 1 thế giới của tôi, với một lần nộ của tôi là hơn 3 triệu đam, không phút nhé và không đội hình. Anh em nhìn này, tôi có một mình con Tactalia thôi và một nộ của tôi là 3 triệu đam nhé, ghê chưa? Có xịn xò không ạ? Giờ thì chúc anh em một ngày cái tháng tư, nhận được nhiều lời tỏ tình từ những người mình thích, hoặc là có thể đi tỏ tình với người khác. Ok, đùa thế thôi. Xin mời các bạn, chúng ta cùng bắt đầu video của ngày hôm nay nhé. Với nhân vật Tactalia ấy, thì hiện tại là có 3 cái set thánh dị vật khá mạnh và phù hợp dành cho các anh chàng này, gồm này là bộ hai món thủy và hai món đấu sĩ. Đây ạ, cái bộ như tôi đang mặc đấy ạ, anh em nhìn thấy. Thứ hai đó là bộ 4 món thủy. Đây là bộ này đây, trái tim trầm luân, 4 món thủy. Và bộ thứ ba đó là bộ 2 thủy và 2 công thất. Đây ạ, đây là bộ 2 thủy và 2 công thất. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em là với ba cái bộ này thì việc chúng ta build gây đam từ kỹ năng thường này cũng như là kỹ năng độ nó sẽ khác nhau như thế nào và nó có hơn kém nhau nhiều không. Với ba bộ tôi dùng test ở đây thì đều là khi mà thay đổi ấy, nó sẽ đều có những cái chỉ số nó giống nhau luôn, gần như là giống nhau, có hơn kém chỉ 1% 2% thôi nhá. Ok, chúng ta sẽ test đầu tiên với là kỹ năng thường. Và bộ đầu tiên lên thớt đó chính là bộ 4 món thủy, 4k4 này, 6k8 này. Bộ thứ hai lên thớt đó chính là bộ mix 22, là 2 set thủy và 2 set đấu sĩ. Chúng ta còn xem đam bao nhiêu nhá. 4k5, 4k8 này, 6k9 này. Vâng, rất mạnh nữa. Ok, bộ cuối cùng lên thớt đó chính là bộ 2 tông thất và 2 set thủy. Chúng ta còn xem nó gây được bao nhiêu đam nhá. Cổ thân anh chàng béo, 5k7 ạ, 3k8 ạ, nó ít hơn rất nhiều đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã test xong đam kỹ năng thường của cả 3 bộ. Bây giờ chúng ta sẽ test đến cái kỹ năng nộ. Và hy vọng cái đợt test kỹ năng nộ này nó sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều. Tôi đặt niềm tin rất lớn vào bộ trầm luân cũng như là bộ tông thất. Đây là bộ mà tôi nghĩ là khả năng gây đam kỹ năng nộ lớn nhất trong cả 3 bộ. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu xem nào. Ok, người test vẫn là anh chàng béo này, 31k. Vâng, rất chuẩn luôn. Chúng ta đến với bộ thứ hai lên thớt, đó chính là bộ 4 món thủy. Tôi nghĩ rằng là khả năng deal đam của 4 món thủy nó cũng không quá cao như chúng ta tưởng đâu. Cùng xem nào. Hai mươi tám k, ít hơn 3k so với bộ tông thất. Bây giờ là bộ cuối cùng lên thớt của chúng ta, đó là bộ đấu sĩ và trầm luân. 31k, gần 32k. Vâng, rất mạnh nữa, 32k. Sau khi mà check hàng 3 cái bộ này ấy, thì thứ tự của 3 bộ nó sẽ là, đầu tiên chính là top 1 ấy, sẽ là bộ mix 22 giữa đấu sĩ và trầm luân. Top 2 đó chính là bộ 4 món trầm luân, 4 xét thủy đó. Và cuối cùng top 3 chính là bộ tông thất đi cùng với trầm luân. Đây chính là top 3. Ok, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ phải đến lúc tàn. Hy vọng là với chia sẻ của tôi ấy, thì anh em đã có quyết định là lên build những cái bộ nào dành cho trai đồ. Nếu anh em thấy video này thú vị thì hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh. Còn nếu anh em có thắc mắc hay góp ý gì ấy, thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video, tôi sẽ trả lời cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn anh em trong những cái video tiếp theo. See ya!